Thì chuyên cầm nghiệp bấm nó xoáy à, đấy phải dùng cây đấy. Nhưng lại càng ngoái chú mà cầm xoáy cái này không phải cây chuyên nghiệp của nó. Dần dần cứ dần dần nó mới lên đáy. Mẹ sắm nhiều lựa mất gần củ đấy. Để có đầu tư thì có mấy cái cây như này, hai cây như này chúng ta. Để hôm nào anh lựa cho một cái cây đẹp hơn. À, cái là cây tầm mỗi điện. Anh nói thì em tin lấy ra cho xem. Ông anh đâu? Bảo lấy thật thì bảo lấy thật đấy nhà anh bán cái cây này là có thế này anh có nhà có anh chưa bảo cũng cứ dám trả lời rồi không có à không có anh để chú này khó lắm. Nhiều. Thì có ai nói gì đâu, cất trong nhà ông ấy. Vâng, tiếng thì rụt túp bằng đi mà. Em có khóc lóc gì đâu, em có bảo là của em tôi cái gì đâu. Thì anh cứ tắt được cả mái. Nào. Giống nhau khổ lắm không? Cao hơn. Lượng đưa cho hai cái vậy đưa. Này, đây, cái này. Đấy. Có phải đưa nhưng mà là cái này cao hơn. Nó con cái điện này này. Của anh dễ đổ hơn, cao hơn dễ. Dễ thế nào được chú tay, đây. Ôm tay. Ôm đưa cho em rồi nha cái. Ôi giờ máy mình không xịn rồi, máy mỗi cái máy của anh không xịn bằng nữa. Máy mình có hai mắt thôi.